bệnh, cô Hồ không đi đâu cả. Thế giờ làm gì? Đi ngủ. Mới 9 giờ tối mà đã đi ngủ. Quan, dép để quay vào thế này, cho cô Hồ đến ngủ cùng mình à? Có quá lắm không em? Có thờ có thiêng, có kiêng có lành mà. Tối xong quên chưa phơi quần áo, mai lại hôi mù mất. Ám cô hồn phơi quần áo buổi đêm, nó ám vào quần áo đấy. Sáng mai giặt lại rồi phơi sau cũng được. Hai bố con nhà nó đâu rồi? Bạn ngon thế. Em đã dặn rồi, mà nửa đêm có ra ngoài mua phở làm gì? Không, chẳng là nửa đêm hai bố con đói quá nên xuống lục bếp thấy hai gói phở đại nhất Ice Cook. Đây, chỉ cần chờ 3 phút là xong. Anh ơi, em đói quá, cho em ăn. Không thì...